còn nguyên thủy quá, còn mới quá, chưa dám chơi, chưa dám cầu. Từ từ không? Nó còn cũ, quốc luôn. Xe của CML 68 là cái mình sườn màu đen hay là màu đỏ thì cái bình xăng nó vẫn là bạc. Chiếc này bây giờ như nó cũng trên 100 triệu rồi đó. Ngoài trăm à? À đúng. Có thời điểm nó hót là 200-300 luôn. Ừ đúng. Và đây 5, 6, 7, 8 sẵn kế bên luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ý 209. Này là 9 ha. Mà chiếc này cái màu này là mà mình sơn nguyên lại hả? Luôn. Ủa, nguyên bản. Cái 209 nó có cái màu này. Chả chả. Hôm nay Tiết Cương đi đóng phim ở thành phố và đến Đồng Tháp ha. Sắt thép. Để giao lưu với một người em cùng đam mê. Ơi, đây. Cương mới tới. Rồi. Em là Đồng Tháp hả? Đúng rồi em. Hôm nay gặp bà xã anh. Bà Đồng Khánh nè. Đây có gì đâu gái nó đẹp đó. Dạ. À, mời quý vị cùng Tiết Cương vào tham quan Cương ơi, Khánh. Ôi. Xe quay quá hả? Đây là dàn xe này muốn giới thiệu hả? Đúng rồi, mấy cái xe chở hàng của em tất cả màu vàng đó. Tông cái form Mỹ em màu vàng đi màu vàng hả? Nhiều xe đó. Bà ghé. Cái này mười mấy chiếc màu vàng, cái này 4 chiếc. Mấy cái màu vàng đó. Nè, nằm trên khoa sách với kia kìa. Em hát cũng màu vàng luôn. Bà ghét màu vàng luôn. Tất cả màu vàng đó. Nhà cửa màu vàng đó. Chào mắt quang. Cái này không có màu vàng. Cái này nó còn nguyên thủy quá, còn mới quá. Chưa dám chơi, chưa dám cầu. Từ từ đúng không? Dài năm nữa. Nó còn cũ, cũ quốc luôn. Quốc luôn, màu vàng luôn. Nhôm để làm cửa, làm tủ rồi đó. Ngày hôm nào nhà tôi làm cái tủ cho tôi liền lại dựng cho tôi cái tủ nhôm nha. Ok, ok, đó. Đây là sắt sắt. Rồi, quá trời luôn hả? Này sắt không hả? Đây 900 mét vuông này là kho này chuyên sắt nhôm anh. Tổng cộng là có mấy cửa hàng? Tổng cộng 5 cái đồng khánh. Đứng đây là cái 1/5 thôi. Nhưng mà vòng vòng là thành phố không? Ở trên địa bàn huyện này hết. Vì vậy là ông chùm sắt thép ở thành phố rồi. Khi nào anh có làm nhà ở Long An hú em rồi. Đi tới luôn. Rồi em giao liên tỉnh luôn rồi. Mới vừa giao đi Cali, Mỹ nữa. Trời ơi, ông giao tới Mỹ luôn vậy. Em lên rảnh em bán cho anh. Còn cái dàn xe để đâu? Bây giờ nếu mà anh tham quan mấy cái xe của em á thì xuống cái nhà chánh, nhà gốc của em ngày xưa là cái nhà của thở thơ ấu của em luôn, nhà của ba mẹ để lại. Thì nằm ở ngay chợ Thành Phố. Đây xuống dưới một cây cây xốp. Vậy mình chạy dưới ha. Còn trên cái quốc lộ này thì những cái nhà máy tôm còn lại. Vậy thôi giờ chào bà chủ, hai anh em tôi xuống dưới kia coi xe nha. Xuống dưới coi xe. Ơi, vô nhà. Tới nhà chưa? Tới, vô bà vô. Mẹ, con chào bác. Ủa xe này của ai mà để trước cửa nhà vậy? Xe này kệ em, xe để ruột trong nhà nó mới để vậy chứ ai đâu. Trời ơi, để mà đi xe xịn quá. Cái này có bán không anh? Có luôn, bán luôn, được giá gã luôn. Rồi, rồi thì hồi nãy là anh ghé trên mấy cái xưởng sắp xếp tôn của em. Ở đây là về cái nhà gốc của em ngày xưa. Ủa cái nhà này nhỏ ở hả? Nhà ở thơ ấu của em. Kỷ niệm nên em giữ lại và giờ ra là cái nhà kho để xe. Ủa còn nè, ai đây này bảo vệ hả? Một bên đó là đứa em đó là Giang Hồ Bình Sư, Bình Sư gái đứa em, gái theo em chào chị. Rồi quý vị, chúng ta hồi nãy đã tham quan cái xưởng gì sắt thép gì inox hả? Sắt thép toàn inox Đồng là, Khánh của Khánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan dàn xe của anh ấy. Đầu tiên thì Tiết Cương vô thấy có một chiếc cái này là CL đúng không? Đúng rồi, CL mà
Nhưng mà cái này là trên là hàng mới sau này phải không? Đúng rồi, nó đời tám mấy rồi. Đây là chiếc xe máy. Nguyên bản của nó là màu đỏ bình xăng trắng. Rồi nhớ rồi. Xe của CL 68 là cái mình sườn màu đen hay là màu đỏ thì cái bình xăng nó vẫn là bạc. Nhưng mà em thì theo cái phong thủy của nhà máy phong thép em phong thủy màu vàng. Vàng thẩu nên tất cả xe rồi em đưa về màu vàng là chủ yếu. Đó cái gì thấy không, này chiếc xe lái của ổng á, nhìn đơn giản chứ nhìn từ nó vậy mà làm ra sự nghiệp á. Hồi còn cơ hàng hả? Cơ hàng. Ủa vậy là từ đó là em đã mê xe rồi hả? Mê xe từ nhỏ rồi. Bên này thì Tiết Cương thấy có một cặp kêu bằng là Super Cup quý vị. Super Cup 125 hàng Thái Lan mà do Head Honda phát hành. Cái thời cái xe này lúc mới ra cũng 90 triệu ha. Ở này em mua hả, có đi không? Em mua ít đi lắm. Vậy hả? Ít đi đậu không? Để chân chơi hả? Chân chơi. Rồi chìa khóa để sẵn luôn hả? Không, chiếc nào cũng treo đó, đi hả? Lâu lâu cũng đi thôi chứ. Đó, xe, công việc. Xe người ta không có, ổng mua hai chiếc ông đậu trên cặp vậy đó. Cái này là xanh xi măng. Chiếc này bây giờ như nó cũng trên 100 triệu rồi đó. Ngoài trăm em. À, đúng. Có thời điểm nó hót ở 200, 300 luôn. Ừ, đúng rồi. Hút hàng nhưng mà bây giờ thì 101 là có rồi, cả 101. Rồi đây Tích Cương thấy đây là một chiếc Quay Alpha đời này chắc cỡ 2018 ha. Rồi bây giờ mình cái vô đây là bắt đầu vô dàn xe coi như là tâm huyết của bạn Khánh rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cảnh cảnh đây quý vị thấy không? 71 S3 1234. Chiếc này em sưu tầm lâu chưa? Sưu tầm này cũng chừng 3 năm rồi. 3 năm rồi hả? 3 năm, 3 4 năm. Tức là trước đây của đứa em bạn, sau đó mình thương lượng. Ở đây đây một chiếc quay, chiếc này hình như khoảng đời 2007 2008 gì đó quý vị. Và đây 5678. Sẵn cái bên luôn á. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhưng mà từ đâu em có ý nghĩ là em sẽ sưu tầm chơi xe bởi số xe? Thì mê xe rồi sau này thấy một số đàn anh người ta sưu tầm biển số, cho biển số cũng bắt chước tập tầm, có điều kiện mình mua mình bỏ đại thôi chứ đây là hao tốn đó, nhưng mà tâm huyết mê ha. Đây là một chiếc quay S và bản số 1 2 3 4. Em rất là thích sảnh hả? Quái sảnh hơn, quái sảnh hơn của quý. Thích sảnh hơn, luôn sảnh. Và đây thêm một chiếc quay S nữa quý vị. Đây 1 2 3 4 luôn, đây một cặp 1 2 4. Ủa cho anh hỏi S này là của phải là không phải của huyện em, của huyện khác. Nhưng mà thuộc thành phố Bến, thuộc cũng, tỉnh Bến Tre. Bến Tre. Đó. Bến Tre là chơi. Đa số là chơi là xe là phải 71 Bến Tre. Thì dân Bến Tre phải chơi xe Bến Tre. Đó. Quý vị thấy không? Ổng chơi 4 chiếc quay nha quý vị. 1 2 3 4 5 6 7 8. Này một cặp 1 2 3 4 nữa. Sưu tầm này là có người giới thiệu hay là làm sao? Không thì cũng đúng rồi, phải có người giới thiệu. Bây giờ thông tin trên mạng thì mấy bạn cò kéo rồi có nhiều dịch vụ. Thì mấy anh em biết mình hay thích sảnh thì có người ta giới thiệu. Thì cho Tiết Cương hỏi là trong 4 chiếc này thì chiếc nào là mua là giống như mắc nhất? Chiếc cao nhất hả? Ừ. Cao nhất là chiếc này. Do cái sảnh nó lớn không? Sảnh lớn hơn. 5 6 7 8. Sảnh lớn mắc hơn. Mấy chiếc SH kia cũng vậy, sảnh lớn là giá lớn hơn. Chiếc này hồi đó lấy giá khoảng bao nhiêu? Chiếc này xưa lấy gần trăm trăm. À. Gần trăm. 90 chín mấy triệu. Vậy chính ra giá cũng hợp cũng lý được, ha. Cũng hợp lý. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua đây. Đây. Chiếc này dữ nha các bạn. Ngủ sảnh luôn. 5 6 7 8 9. Đó là đắc ý nè. Đắc ý hay cầm lại chín. À lại chín ha. Mà chiếc này cái màu này là mà mình sơn nguyên lại bản hả? Luôn. Không. Ủa, nguyên bản luôn. Cái 2 lại 9 nó có cái màu này. Vậy độc đáo quá ta. Cái màu rất độc đáo, 2 lại 9. Đó, số máy cái gì chứ? Quý vị thấy không? Số máy mấy anh mắt anh nhìn cũng ra nè. 100. Đó. Chiếc này em mua lâu chưa? Chiếc này thì mới mua sau này thôi.
mới mua sao? Tại vì cái 5689 này thì nó vừa có nay thì chưa được 1 năm. À. Do cái huyện này của huyện thành phố, cái huyện nhỏ này cho nên cái số này nó mới lên tới số này thôi. Này là đúng của quê luôn hả? Đúng thành phố luôn nha quý vị. Và đây. Đây là 4 số là chiếc này là này xưa lại của người bạn ở Sài Gòn ở quận 8. À, chơi số Sài Gòn luôn. Rồi. Thấy thích cái 6789 này ha. Sống chiếc bằng tình cảm ha. À, mua lâu rồi, chiếc này mua lâu. Này một. Thì đời 4 số là đời ở Sài Gòn là 2010 nó mới lên 5 số. À, đúng rồi. Cái này còn 4 số. Rồi. Sảnh này cũng thuộc lớn. Và đây 4 5 6 7 8. Này thì mình nguồn gốc của nó là C1 ở Bình Đại là cái huyện huyện biển bên kia nhưng cũng thuộc Bến Tre. Sưu tập thì thằng này nó rõ thằng này là nó là ếch Việt, ếch hát Việt lên Vàng Long ếch hát chứ nó là ếch hát Việt. Nhưng mà tại cái bản số đẹp ha. À, bản số quá đẹp, buộc phải sưu tập về. Tù mấy tuần lễ mới bán. Đeo mấy tuần lễ mới bán. Cũng đeo hả? À. Ông chủ đó là cửa hàng điện thoại di động cũng số má ở Bình Đại. À. À, cũng dạng nhà có điều kiện. Bởi cũng phải cũng sưu tầm năng nỉ dữ lắm. À. Vận trong... động, vận động dữ lắm. Nhưng mà trong 3 chiếc này thì Tiết Cương đánh giá là chiếc này chắc số mua là mắc nhất. Sảnh lớn nhất và xe là phải mắc nhất. Xe đẹp. À. Cái này thì bây giờ nó trên nửa tuổi. À. Nhưng là tại vì do kinh tế xuống ngày xưa là còn mắc đúng nữa rồi, à. Xưa là cả thổi à. Rồi đây có một chiếc này, chiếc này xe độ chiếc gì vậy? Thì, thật sự nó là từ CD 125 thôi. Đúng rồi. À, nhưng mà độ theo cái kiểu xe của quốc xã Đức. Độ theo BM. À, BM rất là khác rồi. Cái thằng quốc xã Đức nó khác BM tí. Nó cũng là cái BM thì cũng gốc của Đức. Nhưng thằng này nó có khác vài cái coi như là đây là xe của Nhật 125 CD và biển số cũng rất là đặc. Biển số. Con số này em trực tiếp bấm tại đây luôn. 52555. Sót một con số 2 đó nữa là ngủ quý năm luôn rồi. Ngủ quý năm. Là chiếc này em chiếc này mua em về em độ gấp, hay là có rồi. Sẵn? À, mua của người bạn ở Hà Nội. Ở Hà Nội đã độ sẵn như vậy rồi nhưng cái màu nhà binh. Màu nhà binh thì về em cũng lấy lại cái tông vàng theo cái phong thủy của em luôn. Chứ trước đây nó màu nhà binh. Gốc ngoài Hà Nội. Màu nước này mua thích mua chơi chứ đâu chạy hả? Thích mua chơi chứ có khi xe này là khoảng 6-7 tháng này là em không có chạy luôn. Bụi một lớp này mới cho đi rửa về mà nửa tháng nay. Rửa bỏ. Quá trời ổng xe nhiều quá đâu có chạy nào. Và đây thì Tiết Cương thấy có một chiếc cúp rất là zin. Nguyên zin nguyên bản luôn. Cúp này 90 nha, đặc biệt là 90 nó mới hiếm hơn 50. 90 nha. Này xe này 90 con khói nè. Dạ 90. Bản số đẹp cũng đẹp ha. Dạ. 66635. Mấy cái chiếc cúp zin của Nhật Bản này mình chạy biết chừng nào mới hư. Cái này để hàng sưu tầm. Nó bán hàng một số một chiếc đâu xem. Đây này nó về nó trả số. Đó rồi, về mo luôn. Tiết Cương đạp thử nha. Cái nổ máy liền. Bỏ lâu lắm. Vô thì thầm luôn. Đời cao thì nó có cái má bộ mà. Tại trong đó cái xe này là không có xi. Xi là không có một bông. Quá đẹp chứ này là. Ủa em cũng mê cúp nữa hả? Ừ, đúng lộn hết. Đa năng. Và này có chiếc xe 50. Xe này của mẹ đi. À, xe của bác. Lớn tuổi rồi. Chiếc này nhẹ nhàng. Đi chiếc này nhẹ nhàng á, Scooby. Rồi, nãy giờ chúng ta đã xem sơ qua dàn xe của Khánh. Một người con của đất Bến Tre rất là đam mê xe và đam mê số. Đã bỏ công sưu tầm. Một xe rất là tâm huyết. Rất là hôm nay Tiết Cương về Thạnh Phú được giao lưu với Khánh, cũng anh em cùng trang lứa, cùng đam mê. Rất là cảm ơn Khánh nha. Rồi, cảm ơn anh Cương. Thưa quý vị, bây giờ qua phần giao lưu thì Tiết Cương cảm ơn bạn Khánh rất là nhiều.
đã cùng Tiết Cương chia sẻ đam mê, và Tiết Cương cũng khá là bất ngờ khi về một huyện nhỏ của Bến Tre lại có một người bạn rất là mê xe. Mình cứ nghĩ là chỉ có thành phố Bến Tre mới có người đam mê, ngờ về dưới huyện cũng có. Vậy hôm nay thì về đây đi đóng phim và anh em có cơ hội giao lưu. Chúc cho bạn Khánh nhiều sức khỏe, phát tài để sưu tầm được nhiều xe hơn nữa. Cảm ơn rất nhiều. Khi nào có thêm nhiều xe nữa cứ nhắn Tiết Cương về, anh em mình tiếp tục nữa ha. Ok. Rồi, okay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của anh em chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau.